Chào mừng tất cả bạn trở lại với là chung kết thế giới H2O sẽ được diễn ra tại Paris. Chúng ta đến với trận đấu tứ kết cuối cùng, bảng đấu thứ hai sắp sửa được diễn ra của đầu giữa Gen Z và Flawed. Cái ván đấu đầu tiên mà Flawed đã trình diễn cho chúng ta một cái chiến thuật, những cái sự lựa chọn nó quá là hấp dẫn đi, và nói rằng con Seraphine ở khu vực đường giữa đã mang lại những cái màu sắc rất khác từ Flawed. Nghĩa là trong từng cái việc chọn tướng từ bên phía của Flawed thì họ đều đã có những cái việc là lên chiến thuật một cách rõ ràng. Họ đánh như thế nào giai đoạn ban đầu, đánh như thế nào đổi lane, rồi sau đó là đánh dành cho con Xin Zhao, cho con Seraphine ở giai đoạn ở giữa game. Thì mọi thứ từ bên phía của Flawed tôi cảm giác là họ xếp sắp rất là hợp lý. Họ gọi là có cái chiến thuật rõ ràng và nó thật sự có chiều sâu. Nó khiến cho Gen Z ở trong ván đấu vừa rồi tôi nghĩ rằng là họ phần nó đánh giá thấp về cái chiều sâu chiến thuật từ bên phía của Flawed. Đồng ý. Và một phần ở đó tôi nghĩ rằng, một là họ đã chuẩn bị cái chiến thuật này từ lâu rồi, hai là họ cái rèn luyện cái chiến thuật đổi đường thực sự là kỹ càng. Và sau cái giai đoạn early game đổi đường đó, các bạn nhìn thấy là lợi thế nó thuộc về bên phía của Flawed hẳn hoi luôn, đặc biệt là khu vực đường trên. Và rõ ràng có Rumble, mặc dù sát thương là có nhưng nó lại bị cái khả năng búp máu rồi lại tạo kiên, nó bị hủy đi cái lượng sát thương tương đối nhiều. Trong ván hôm nay chúng ta chưa thấy những cái mưa tên lửa nó có những sự hữu ích. Còn bây giờ chúng ta bỏ qua ván đấy thứ nhất, ván thi đấu thứ nhất thì mà Flawed họ đã thi đấu quá xuất sắc, chúng ta chuẩn bị đến với ván thi đấu thứ hai. Một cái ván đấu mà Gen Z bây giờ đang nhập cuộc với cặp BO5 này khi bị đối phương đánh cho người rất là ngợp. Nhưng mà đấu vừa rồi là ván đấu có thể gọi là rất là ngợp với từ Gen Z. Họ muốn làm một vài điều nhưng tất cả mọi thứ họ làm được chỉ là kiểm soát đó là trụ một khu vực giữa của đối phương, kiểm soát đó là trụ một khu vực giữa của đối phương và ăn được con rồng thứ tư của ván đấu mà thôi. Còn tất cả những gì còn lại trên bản đồ đều thuộc quyền kiểm soát từ Flawed. Những tình huống đấu tranh mà khi mà Flawed chủ động hay hoàn toàn với khả năng tấn công rất là tốt đến từ khả năng di chuyển lòng sau lưng đến từ Galio của Weepo, những tình huống tấn công đột biến đến từ Puccio, thêm cả là Xin Zhao của Inspire nữa. Sự chủ động đến từ phía của Flawed là có, tâm lý của họ đã sẵn sàng và rõ ràng là họ không ngại Gen Z chút nào cả. Cái câu hỏi đặt ra dành cho Gen Z ở trong ván đấu thứ hai là họ sẽ phải thay đổi như thế nào, nhất là về mặt chiến thuật. Chứ cái lối chơi đến từ Gen Z ở trong cái ván đấu vừa rồi và trong xuyên suốt của cái kỳ chung kết thế giới này đã bị bắt bài hoàn toàn với một cái chiến thuật được đưa ra từ bên phía của Flawed với cái form là rừng carry và đánh theo kiểu mid ở trong thời gian đầu chì chạy một tí, sau đó đổi đường một cái thì gần như là không có lợi thế hoàn toàn. Để xem, phải thay đổi thôi, chứ nếu như mà vẫn cứ giữ như vậy mà không thay đổi thì rất khó để có thể đối đầu với Flawed. Phía kia họ có rất là bề dày về mặt chiến thuật. Thực ra ở ván thi đấu vừa rồi tôi thấy là nếu như mà Gen Z họ lấy con Sylas á thì Seraphine được đưa ra đường giữa nó rất là khó, tại vì con Seraphine á là cực kỳ ngại Sylas, có thể nói con Sylas đặc biệt là ở trong những giải đấu trước đây thì con Sylas là con tướng mà đưa ra để counter lại con Seraphine này, thì khi mà đối đầu với Ahri thì con Seraphine đã được đưa ra đường giữa một cách dễ dàng hơn khi mà không phải gặp quá nhiều áp lực đi đường so với cả con Ahri bên phía bên kia. Và cuối cùng là lấy con Alista này thì rõ ràng là Gen Z họ lại lấy thêm cả Jhin nữa, thì giai đoạn cấm chọn của ván thi đấu thứ nhất đến từ Gen Z nó chưa phải là tối ưu, do đó thì họ sẽ cần phải cân nhắc cái việc này và có thể sẽ có lựa chọn nó tốt hơn ở ván thi đấu thứ hai. Nhưng tôi nghĩ nó cũng phần đến từ cái việc là trong cái ván đấu khi mà nó diễn ra thì những cái tình huống phản ứng từ phía Gen Z nó có vẻ như là hơi chậm, đúng rồi. Tại vì việc mà đối phương đã đổi đường rồi xuống khu vực đường dưới hít rất là nhiều kinh nghiệm đến từ Galio của Weepo, thì ở khu vực đường trên được lính rất là to nhưng dịch chuyển rất là trễ từ lực kin, và những cái tình huống di chuyển chậm như thế nó khiến cho thật ra con Rumble này không khỏe so với Galio ở thời gian giữa ván đấu. Cái lượng trang bị của anh ta chỉ mất đủ mà thôi, và đến với giai đoạn cắm và chọn được tài trợ bởi Omen và HyperX. Ván đấu thứ hai này Gen Z vẫn bên phía đội 1, Flawed vẫn phía đội 2, nhưng đã có sự lựa chọn đến từ Gen Z, cắm Seraphine. Tại vì con Seraphine nó vừa đi được ở khu vực đường giữa mà còn vừa đi được ở khu vực hỗ trợ, chọn sớm từ bên phía Flawed sẽ khiến cho Gen Z gặp nhiều bất lợi về mặt cắm chọn. Nhưng mà tôi nghĩ là Gen Z họ cũng xác định đúng, tại vì nếu đối đầu với Flawed bạn nên cắm cái gì mà bạn đã biết về họ chứ đừng cắm theo meta. Meta nó không phải là thứ có thể áp dụng được lên Flawed ở thời hiện tại. Rồi, quyết định đó là cấm đi con bài Skarner dành cho Gen Z và hở ra cá sấu ở ván thi đấu này. Flawed bây giờ sẽ là đội tuyển được cấm tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu lượt cấm cuối cùng của Flawed là sẽ là vị tướng nào. Ván đấu trước thì họ cấm đi đó là con Ezreal, ván đấu này là họ cấm đi con Nocturne. Như vậy là họ không cho đối phương dùng cái combo đó là Nocturne và Ahri với khả năng tiếp cận rất là tốt và xạ thủ ở dàn tuyến sau. Và sự lựa chọn khởi đầu đến từ Gen Z sẽ là cái gì đây? Như vậy là họ chọn Ashe dành cho Faye. Sự lựa chọn gọi là giúp cho bạn có khả năng kiểm soát rừng của đối phương tốt hơn với những cái ưng tuyển được dùng. Và thậm chí họ cũng đang tước đi 2 trên 5 vị tướng mà bên phía của Flawed ở sử dụng ở trong ván đấu vừa rồi, đó chính là con Seraphine. Và họ chọn Ashe để có thể tước đoạt luôn cái con Ashe nằm trong tay của Masu. Gen Z đang thật sự là thay đổi nhất định rồi đấy. Nhưng mà Flawed họ đã chuẩn bị sẵn con bài Kai'Sa đối đầu với con Ashe này. Nhưng quyết định của họ là suy nghĩ một chút xíu, tại vì con Kai'Sa là con tướng mà không gặp quá nhiều áp lực trước một con Ashe. Ashe đi lane sẽ nghỉ một chút xíu mà thôi, nhưng đủ để giúp cho Kai'Sa có thể farm và về giai đoạn sau. Quyết định đến từ FlyQuest, họ lấy con Orianna này trước đã, bởi vì
Ở ván thi đấu trước thì họ không có Orellana do Genji họ đã cấm, và đây có là có thể là một vị tướng phòng thủ rất là tốt để quát khiến cho Chovy gặp có nhiều khó khăn trong giai đoạn landing. Bây giờ họ có muốn lấy Kai'Sa hay không, hay là họ muốn lấy một vị tướng khác? Con mẹ Ezreal chăng? Chắc là vẫn đổi đường đến từ Flawed mà thôi. Điểm mạnh của họ chính là những cái hiểu biết về những người chơi khi mà Weepo và Inspire, với những cái hiểu biết thực sự rất là tốt vào trong game này, với thời điểm mà bạn cần cái làm gì ở cấp độ mấy, cấp độ mấy. Thì Ezreal là một vị tướng đổi đường rất là hợp lý nha. Bạn có khả năng dẫn rất là nhanh, bạn có khả năng tấn công vào công trình của đối phương, và những cái sự cơ động từ Ezreal có khó khả năng đứng một mình ở khu vực đường đơn nữa. Nhưng bây giờ thì Gen.G đang đưa cái vị tướng nó rất quen thuộc với anh ta mà thôi. Tại MSI thì anh ta cũng mang ra vị tướng này rất là thành công, Cornelly. Cái thế giới bây giờ thì chỉ mới xuất hiện được 3 lần, nhưng bây giờ thì lần thứ 4 xuất hiện ra Kayn. Vậy là quyết định đánh theo kiểu là rừng carry và kiểm soát nhịp độ bán đấu ở trong khoảng thời gian ban đầu từ bên phía của Gen.G. Họ có thể cân nhắc lắp thêm những vị tướng như kiểu là hỗ trợ có nhiều hiệu khống chế hoặc là đường giữa có nhiều khống chế. Đây là một con rác được nhá dành cho Kayn ở khu vực đường trên, một con rác đi on kèo và có một hiệu khống chế để có thể bổ sung khả năng can thiệp đến từ con Linda này. Ashe cũng là con tướng như vậy khi mà đã có được đại văn tiễn. Đây là những cái sự thay đổi từ bên phía Gen.G. Quan trọng Flywest sẽ đáp trả như thế nào? Tại vì thật ra nếu như một con Nidalee mà muốn vận hành á, và nó không phải dễ. Đúng rồi. Nó cần rất nhiều điều kiện để vận hành. Và Flywest chắc chắn họ sẽ có những cái bài chiến thuật để có thể đáp trả lại con bài Nidalee này. Để xem có muốn lấy con cá sấu không. Quyết định của họ đó là con Rakan trong vai trò hỗ trợ khá là ổn cho tiểu này, để hỗ trợ dành cho những người còn lại. Con bài SU có thể là chơi một mình, chơi tự do ở vị trí phía sau. Còn bây giờ Flywest bây giờ họ cần cấm những vị tướng có khả năng gọi là áp lực ở những đường khác nhau mạnh ở vị trí hỗ trợ và đường giữa, để tránh việc con Yali này có thể là cướp rừng quá mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng cái con tướng sẽ cần cắm ở khu vực đường giữa những vị tướng có khả năng dọn lính tốt, tại vì Nidalee là bạn vị tướng có khả năng kiểm soát rừng. Nhưng thật ra những giai đoạn đầu ban đầu, nếu như Nidalee đường giữa bạn bị đẩy, bên trước bạn không có lợi thế, Nidalee rất là khó qua rừng của đối phương để tấn công được. Cho nên là nếu như đường giữa và bây giờ những sự lựa chọn mà giúp cho phía công quát mà anh ta đi đường khỏe với đối phương là giúp cho rừng của bạn rất là dễ chơi. Họ chừa lại đường rừng và đường trên, tại vì đường trên thật ra với Weepo rất nhiều tướng mà phía anh ta có thể được mang ra khi đối đầu với con rắc như thế này. Tôi đang cảm nhận rằng đội hình đến từ Gen.G bị sát thương về đơn mục tiêu rất là nhiều. Họ đang không có thương diện rộng. Nidalee và thêm cả là con Ashe sát thương đơn mục tiêu. Và nếu như bên phía bên kia có cái ván đấu mà có Sein khu vực đường trên đổi đường và giúp cho Sein rất là nhiều chống chịu, thì đây là đội hình rất là dễ với dàn chắn tuyến đầu của đối phương, chỉ là sát thương đơn mục tiêu mà thôi. Hoặc là còn thêm một con tướng mà Weepo cũng rất là thích và cũng phục rất là tốt cho cái vị đổi đường, đó chính là con Urgot ở khu vực trên nằm trong tay của anh ta, và đi kèo để có thể đổi đường, có khả năng farm bên trong trụ được và thậm chí là khả năng farm tầm xa với cái sải tay của con Urgot. Họ cắm đi Rakan để có thể hạn chế một chút về khả năng mở hơn. Ra thì với form của Gen.G, ba con tướng này nhìn thì nó theo kiểu là rất thuận tay khi mà nó phục vụ cho Kayn, nhưng vận hành nó đang bị gọi là nó hơi khó từ từ rồi đấy. Ở đầu game mà không có một cái lợi thế quá rõ ràng thì giữa game cực kỳ khó chơi. Tại vì nhìn về đi đường thì thật ra với Ashe đối đầu với Ezreal nó không khó, nhưng cái vấn đề là Flawed không đi đường đối đầu với Gen.G. Họ chỉ muốn đổi đường mà thôi, họ muốn tránh giai đoạn đường ban đầu, họ muốn có những giai đoạn khi mà độ 4, cấp độ 5 có đến từ các đường của mình thì bắt đầu mới gặp nhau, thì khi đó cái lượng trang bị của bạn đi về nhà mua đã giải quyết được vấn đề khó khăn giai đoạn đầu ban đầu rồi. Thì sẽ đến từ bên phía của Inspire là con Nunu. Họ đang bổ sung thêm một cái dàn trắng rồi đó, có được cái hiệu ứng khống chế trên diện rộng như cho Nunu, có được cái lượng sát thương chỉ là nhỏ mà thôi nhưng bổ sung giúp cho phía Orianna. Nhưng đây là con tướng với khả năng chống chịu cũng tương đối là ổn dành cho bên phía của Flywest. Và đó là Nunu, một vị tướng cũng có khả năng clear nhanh nữa để tránh việc con Nidalee có thể xâm lăng rừng. Bây giờ thì Gen.G họ đang nhá vào đó là một con Nautilus để có thể hỗ trợ đồng đội của mình kiểm soát sông dễ dàng hơn. Nautilus đó là con tướng được đánh giá cửa trên sau Rakan trong giai đoạn early game. Bây giờ cuối cùng Gen.G họ muốn lấy vị tướng nào đây, và Flywest họ còn một lựa chọn cuối cùng ở khu vực đường trên. Tôi nghĩ Nautilus sẽ bổ sung cho cái việc băng trụ. Đúng. Tại vì khi bạn dùng cái nội tại Nautilus đánh thường vào giúp thêm cái khúc móc, đảm bảo đối phương sẽ đứng yên khoảng thời gian khoảng chừng 1.5 giây tới 2 giây, giúp cho Nidalee phóng lao dễ dàng hơn, giúp đi mục tiêu của đối phương nhanh chóng và gọn gàng hơn. Và đây rồi, Kassadin xuất hiện ở khu vực đường giữa. Lần đầu tiên Kassadin xuất hiện tại chung kết thế giới năm 2024, và trong tay của Chovy có thể sẽ là con bài tẩy dành cho Gen.G trong ván thi đấu này. Flywest là cá sấu hay là con Kassante đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Nhưng đây là một cái ván đấu mà nếu như thông thường thì LCK bạn chỉ cần xem khi phút 30 trở đi mà thôi. Tại vì phút 30 làm gì có trang bị mà Ashe và Nidalee và Kassadin để mà chơi game.
Tôi nghĩ là họ chọn như thế này để có thể là chống việc đổi đường từ bên phía đối phương. Họ sẽ có được một cái vòng rừng nhanh để cho Nelly can thiệp lên cái khu vực đường mà họ có đông dân sự hơn. Họ có được hiệu khống chế đến từ Nautilus và thực hiện một tình huống băng trụ. Thật ra bộ ba là Ash, Nautilus và Nelly khả năng băng trụ là có. Và kể từ đó trở đi sẽ tạo ra một cái tiền đề lợi thế. Nhưng phía bên kia Black West, nhìn đi, họ có cá sấu, có khả năng gọi là liên lính được với việc là tích nộ và dùng cái vừa được cá sấu. Họ có Nunu để có thể đáp trả về khả năng farm rừng. Nunu tốc độ vào rừng cực kỳ tốt luôn để có thể so với con Nelly phía bên kia. Cho nên đây sẽ là một cái ván đấu mà những cái bước đi đầu tiên đến từ cả hai đội cực kỳ quan trọng. Đúng vậy, một ván thi đấu mà có nhiều biến số và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị xem là những cái ý tưởng đến từ Gen Z có thực sự thành công hay không. Những biểu tượng độc đáo đã xuất hiện, Nunu lần thứ hai xuất hiện trên thế giới tên của Inspire, trong khi đó thì Cassidy lần thứ xuất hiện. Và hãy cùng đến ván 2 chúng ta của đầu giữa Gen Z và Flywest. Xin mời anh Thái Dương và anh Khải Nguyễn. Quả nhiên là một bữa tiệc của Liên minh Huyền thoại khi mà chúng ta lại được chứng kiến thêm một lần nữa Cassidy, một vị tướng lần đầu tiên xuất hiện. Tiếp tục là một bất ngờ nhưng lần này đến từ Gen Z Esports. Một cái quân bài Cassidy mà tôi nghĩ tưởng nó sẽ chỉ xuất hiện ở trong những cái ván thi đấu mà chúng ta thấy được Sylas với phía bên kia. Nhưng đây sẽ là một con Cassidy trong tay của Chovy để đối đầu với Orianna của Quad. Chắc chắn là như vậy, một ván thi đấu đang cực kỳ hấp dẫn đang được bày ra trước chúng ta trước khi chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai này. Và các bạn ơi, các bạn hãy đừng quên đăng nhập tài khoản Riot Games của mình vào trang LOL Esports để chúng ta có thể vừa theo dõi các trận đấu của chủ thế giới, vừa có cơ hội nhận về cho mình những phần quà đặc biệt như là những biểu cảm, như là những biểu tượng độc quyền của chủ thế giới 2024. Đó sẽ là một cái món quà cực kỳ quý giá, đặc biệt với những người chơi thích sưu tập. Cho đến thời điểm hiện tại, Chovy đã chọn Cassidy 4 lần trong cái sự nghiệp thi đấu của anh ta. Và đó là 4 trận toàn thắng. Wow. Với KDA lên đến 10.0. Nghĩa là đây là một con tướng bất bại của Chovy. Tất nhiên là chưa pick nhiều hơn 5 trận, nhưng mà thôi, cho đến thời điểm hiện tại mới 4 trận thôi. Và đây sẽ là một ván thi đấu mà không biết là bên phía của Gen Z Esports có ý định đảo đường, có bắt được ý định đảo đường của đối phương hay không. Còn bên phía bên kia, FlyQuest, Nunu xuất hiện. Dù vậy thì bốn vị tướng lại còn lại thì nó lại hơi bình thường một tí, kém, làm giảm cái gọi là thực sự thú vị đi. Thì thêm một cái fact vui vui nữa là trong những cái gọi là mùa giải đánh xếp hạng chuyên nghiệp của mình á, thì Canyon cũng thỉnh thoảng là nhét một vài ván Nunu vào, cho nên Canyon cũng là một người chơi mà biết cách con Nunu sẽ vận hành như nào, nên người ta sẽ không gặp khó khăn gì để có thể đối đầu với Inspire phía bên kia. Và cũng như việc anh ta cũng sẽ thể có thể là truyền tải cho đồng đội là con Nunu này sẽ đánh theo kiểu gì đó, để cho các thành viên của Gen Z không rơi vào những cái trạng thái bị bỡ ngỡ với bộ kỹ năng của Nunu. Thì đó có thể là những cái yếu tố mà Gen Z sẽ kiểm soát được ở trong ván thiêu thứ hai này, cắm mắt để có thể đoán vòng rừng đến từ Weibo. Tương tự về phía Gen Z cũng đã có rất nhiều mắt dọc sông trên rồi, nhưng Bushio không quét được bất cứ một con mắt nào cả. Gen Z cũng không quét được bất cứ con mắt nào. Gen Z bấm cũng không quét được con mắt ở cánh đường giữa. Nhưng đây là một pha mà Lehen đang ra lao vào, vẫn bắt buộc cho Inspire phải sử dụng cho mình là cái trừng phạt, và thậm chí là để lại hai con sói con lại và nhanh lập tức đi sang bên phía bên kia. Như vậy là setup được cái thế cướp rừng tốt. Dù vậy thì với khả năng di chuyển của Nunu thì tốc độ clear rừng nó phải nói là hết nước chấm luôn. Nunu dọn những cái bãi mà ít máu như là bãi sói hay là bãi chim quỷ biến dị như vậy nó rất là nhanh. Còn ở khu đường trên này chắc chắn là sẽ khó khăn rồi. Đường giữa tương tự khi mà Chovy bị hai con tướng của đối phương đàn áp, anh ta mất đi một nửa cây máu, vẫn còn giữ được cho mình là bình hồi phục. Cùng với đó là Kindoran nữa, anh ta vẫn sẽ khả năng trụ đường. Bây giờ để xem bên phía của FlyQuest sẽ tận dụng khả năng đổi đường này tốt như thế nào. Khi mà đường dưới vẫn sẽ là kịch bản như cũ mà thôi, Paze và Lehen sẽ tích một đính lớn và sau đó là họ cố gắng bào đi lớp kiên trụ. Có khu đường trên, Jax của Kim tiếp tục ở trong một kèo đấu khó khăn. Đây là một ván thi đấu mà chúng ta nhìn thấy cái cách cấm chọn của Gen Z vẫn là như vậy. Họ sẽ luôn luôn có một bảo hiểm ở giai đoạn late game. Đấy là một chất tướng có thể scale late được. Và đây là Cassidy trong tay của Chovy. Nhưng nó sẽ khiến cho Nidalee và Ashe ở những cấp độ đầu tiên ấy, họ chưa tác động được quá nhiều do đường giữa của bạn không thể đẩy được. Các bạn có thể nhìn thấy cái đường giữa này sao đẩy. Đường giữa liên tục bị đẩy vào đến từ Quad. Và ở đường dưới thì Weepo đã dịch chuyển xuống đây để đón được một đợt lính cực lớn và ăn luôn được cả một con xe khi mà Bucho đã có được cái trang bị hỗ trợ, hất được Lehen lên, cấu một chút máu mà thôi, nhưng Pay trả ngược sát thương cũng là rất gắt. Rất tốt đến từ những gì mà FlyQuest làm được ở trong ván đấu thứ hai này. Họ vẫn đang duy trì được mối thế trận giống những gì họ mong muốn ở ván đấu thứ nhất. Họ vẫn đang có được ba cánh đẩy so với bên phía của Genji, và nó khiến cho con Nearly trong tay Canyon không có nhiều lắm những cơ hội để có thể tiến sang và cướp thêm những bãi quái vật rừng, trừ những vòng rừng đầu tiên mà thôi. Tiếp tục là những tướng trả siêu thức tốc biến, chính xác là thiêu đốt được đầu tư đến từ Lehen để có thể đẩy lượng máu của Weibo vào trạng thái nguy hiểm. Nhưng ta vẫn là một Rekton có Kindoran, một tình huống vũ điệu cá sấu với nhiều mục tiêu trúng, anh ta vẫn sẽ hồi lại được một lượng máu lớn mà thôi. Còn khu vực giữa này, Chovy cũng sẽ gặp khó khăn khi
khi chất tướng của anh ta Kassadin ở trong những cửa đầu tiên không cách nào để bạn có thể trao đổi sát thương lời hơn so với Urena cả. Chắc như vậy, và Inspire liên tục di chuyển vào đây, đẩy những cái hòn đá của mình vào trong bụi để check nhưng Genji đã lộ Canyon ở cánh dưới này rồi. Một tình huống vũ điệu cá sấu để hồi máu, Canyon lao vào cào nhưng chưa ai cùng Whippo. Whippo tốc biến đi và Pay sẽ phải tốc biến, mất tốc biến vào thi đấu này nhưng chưa ai của bên phía Genji phải nằm xuống cả. Đỡ sát thương là tương đối tốt đến từ bộ ba của Genji Esports. Rất tốt đến từ bên phía của Genji Esports khi họ chỉ mất một mình đó là tốc biến của Pay mà thôi. Khi bên phía bên kia là hai tốc biến đến từ Bushio và Whippo, một tiếng tốc biến đi đến từ Châu Vi ở đường giữa nữa. Và đó là một tiếng tấn công tốt đến từ Canyon. Mặc dù không có lợi thế ở khu vực cánh trên, Etang lập tức xuống khu đường dưới và giúp cho bộ đôi Paige và Len có điểm chiến công đầu. Nhưng mà Quad cũng đang thể hiện một cái phong độ rất là tốt. Anh ta biết được rằng là đối phương đang tụ cả ba người để bắn trụ nên anh ta tấn công rất mạnh vào Chovy. Chovy ép bắt buộc phải mất tốc biến và sẽ mất luôn cả cái dịch chuyển ở pha thi đấu này. Dù vậy thì với một lượng lính là 25 con lính, tôi nghĩ là Chovy cũng có được cho mình là cái giọt nước mắt với thêm một cái giày nữa. Nhưng Bushio đến phá nó lại khác nhỉ. Để xem Bushio có đủ được sự tự tin để phá không. Có, vì Chovy anh ta muốn làm gì đây? Hết năng lượng rồi, người ta chém nhát kiếm âm ti để hồi năng lượng mọi người của Bushio. Và Canyon đến một tình huống pha lao trúng. Đó là điểm vào cục đầu tiên, điểm vào cục thứ hai bên phía của Genji Esports rồi. Canyon có một pha can thiệp cực kỳ tuyệt vời. Bên phía của FlyQuest biết rằng là Chovy sẽ không bỏ lính. Đúng. Nhưng họ không biết được rằng là Canyon đang đứng ở gần đó để đảm bảo cho người đàn em của mình ở khu vực giữa. Chính xác là... Nào, bên trên thì sao đây? Ubo bắn từ nhà đến trường rồi. Không về được. À, lấy được về rồi. Và đây cũng là một cái điểm yếu của con cá sấu khi mà bạn đánh đổi đường ấy. Cá sấu rất khó để có thể đứng một chấp hai và chấp xạ thủ như vậy, bởi vì cái khả năng clear lính của bạn nó bị yếu hơn so với con Saiyan. Và ở thời điểm này thì Lulu của Inspire cũng sẽ cần thêm thời gian. Một thế trận early game được thiết lập rất tốt dành cho bên phía của Genji Esports. Họ là đội đảo đường tốt hơn, họ có được lợi thế về mặt kinh nghiệm cho cả Kin và có được cả cho Canyon nữa khi ta cướp được rừng, có được điểm vào cục tốt. Đây là một pha thi đấu tương đối là hay khi mà Chovy đã sử dụng cái nhát kiếm âm ti của mình để có được khả năng hồi năng lượng cũng như là tạo khiên với cái quả cầu ma thuật, để rồi sau đó thì lượng sát thương của Quad là không đủ. Và cái nội tại Cassidy cũng hỗ trợ rất nhiều cho Chovy trong nhịp vừa rồi nữa, khi nó làm giảm đi lượng sát thương phép mà Cassidy nhận vào. Và cái nguồn sát thương chủ đạo của Orianna và Rakan trong nhịp vừa rồi cũng là sát thương phép nữa, cho nên anh ta có được đủ khả năng chống chịu để không bị nằm xuống trong nhịp vừa rồi, và giúp cho Canyon có được một điểm hạ gục nữa, giúp cho con Nearly này trở lại ván thi đấu. Mặc dù lượng chỉ số lính đang chưa vượt trội hơn so với con Lulu bên phía của Inspire, sẽ có 3 sâu trên dành cho bên phía của Genji, nhưng bên phía dưới này thì Inspire cũng sẽ có được con rồng lửa đầu tiên. Các bạn có thể nhìn thấy được là mỗi khi mà Canyon muốn chứng minh rằng tôi là người đánh Nearly hay nhất thế giới thì anh ta thường chọn Nearly và cái bộ ngoại trang của anh ta luôn. Bộ ngoại trang của anh ta, bộ skin vô địch thế giới của Damwon. Đây là một ván thi đấu mà các mục tiêu sẽ được trao đổi thôi, bởi vì Lulu là một vị tướng mà bạn solo mục tiêu rất là dễ. Đúng rồi. Phát thi đấu vừa rồi đã có một con rồng nước đầu tiên trên cái FlyQuest. Bây giờ Chovy với một cái kháng phép và một giọt nước mắt ở khu vực đứng giữa và thêm một bình thuốc tái sử dụng nữa, ta sẽ không gặp nhiều vấn đề. Nhưng Whippo thì khác. Đây là một ván đấu mà Genji đổi đường rất triệt để, không cho cá sấu chạm lính một lần nào cả. Và như vậy cho đến khi mà Kin có được hai đồ thì tôi nghĩ là Whippo không được chơi game. Câu chuyện bây giờ nó đã khác rồi, đặc biệt là khu đứng trên, khi Kin và Whippo đang ở hai số phận khác hẳn nhau. Một bên thì liên tục phải ở thế là phòng ngự. Tình huống mà không khó khăn khi mà Inspire có tới hai cú trừng phạt ở thời hiện tại, và Canyon chắc chắn sẽ không thể nào cướp đi được bãi bùa xanh của người trên dưới bên phía của FlyQuest. Trở lại với câu chuyện vừa rồi thì bây giờ đảo được khu đường trên chắc chắn vẫn sẽ có lợi thế dành cho Kin trong kèo đối đầu với Whippo, khi Kin đang là cấp độ 7 và Whippo thì mới là gần có cho mình cấp độ 6 mà thôi. Bây giờ bước lên cao đánh phủ đầu để chặn kinh nghiệm sẽ là những gì mà Kin đang cố gắng hướng tới, nhưng anh ta cần phải cẩn thận bởi vì Nunu trong tay của Inspire chưa bị lộ cái hướng di chuyển và cũng không có tầm nhìn sâu bên trong phần rừng của FlyQuest để đảm bảo thông tin cho những tình huống đánh láo của Kin nữa. Có đường dây sao kéo trúng vào người của Masu. Masu đó phản xạ là tốt, phản xạ cực tốt với dịch chuyển khoa học của mình. Nhưng đây là một pha thi đấu mà Chovy vẫn đang bị tấn công. Anh ta vừa mới nhảy hư vô bộ pháp rồi, sẽ chờ hồi nhảy pha thi đấu này. Anh ta nhảy được vẫn bị làm choáng. Và tình huống xoáy tốt đến từ Quad kill cuối. Không đủ sát thương bởi vì toàn là sát thương phép. Wow. Chưa có sát thương. Đó là điểm hạ gục ngược trở lại dành cho Chovy. Đó là một tình huống hình như là anh ta đã dùng quả cầu ma thuật để ngắt đi cú chiêu cuối của Inspire. Đúng. Và nó khiến cho cái cú chiêu cuối đó không được tụ đủ lâu và không có sát thương đến từ người chơi đi rừng của bên phía FlyQuest. Và tiếp tục là nội tại của Kassadin cứu cho Chovy một bàn thua nữa, khi tiếp tục lại là bộ đôi sát thương phép Nunu và Orianna. Rất nhiều chiêu thức đã chính xác rồi nhưng sát thương không đủ để giúp cho Chovy bị hạ gục trong nhịp đó. Và đứng dưới thì sao đây?
cũng sẽ là một câu chuyện tương tự, không có nhiều lắm sát thương đến từ SG Bracan. Kiệt sức đầu đầu tư cho nó chắc chắn. Và hai bên ai về nhà đấy mà thôi. Đó là một pha thi đấu rất khó khăn này Mucio, khi mà anh ta đang đu lên không hất được, và hất được pay thì không có sát thương. Và trên đường đu về người đồng đội của mình thì một cái nội tại của Lehen gõ. Và ở pha thi đấu Odin đến từ Kin cộng với cả Weepo. Weepo bật thần cá sấu rồi nhưng có lăn cầu flash đến từ Ispy. Kin còn flash sẽ phải flash né pha thi đấu này chăng? Không, quyết định của Ispy là buông bỏ rồi. Khó. Cá nhân cũng đã đến rồi thì không có vấn đề gì để cho Kin phải lo sợ đến mức là phải túc biến cả. Còn Châu Vi với điểm hòa cục vừa rồi, anh ta cầm lên luôn một đá vĩnh hằng. Một giọt nước mắt đang được tích nữa, và nó sẽ là một con Kassadin vừa nước mắt vừa triệu trường sinh, cực kỳ khỏe ở giai đoạn, đặc biệt là cấp độ 16 trở đi, với những tiếng nhảy liên tục và khiến chủ đề nguy phía FlyQuest bị rối loạn hoàn toàn. Để xem bên phía của FlyQuest sẽ có thể nào tiếp tục đi đọt được con Kassadin này nữa không đây. Chứ còn nếu như để nó có cái tốc độ thăng tiến sức mạnh như này thì tôi nghĩ rằng là sẽ không lâu lắm đâu, Kassadin sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Đây là một chất tướng rất phù hợp với phong cách thi đấu của Châu Vi, bởi vì anh ta farm tốt, anh ta có được tài nguyên và anh ta được đẩy cánh. Và những tình huống đẩy cánh của anh ta rất áp lực thì Kassadin là một sự lựa chọn hoàn hảo. Và quay trở lại với phía bên kia, Orianna đã qua cái giai đoạn mà bạn có thể đè được Kassadin rồi, bởi vì là cấp độ 9, sắp cấp độ 11 rồi. Với cách lên đồi này thực ra bạn có thể tấn công đối phương ở cấp độ 11 luôn, khi mà bạn có được lượng máu và lượng năng lượng vượt trội hơn. Bây giờ Kin gặp Weepo là cứ thế Odin thôi, làm choáng tốt đến Kin, gõ từ nhà đến trường. Nhưng có Ispy ở đây, thầy hiệu trưởng Ispy đã đến rồi. À đây là thầy hiệu phó chứ, thầy hiệu trưởng Weepo. Nhưng mà bây giờ đuổi đối phương có không, không đuổi được rồi. Một pha lái xe không thành công, một tình huống cạp có chói được không? Không chói được luôn đến từ Ispy. Không chói được, vì nếu như Ispy cố gắng chói Kin trong nhịp vừa rồi thì anh ta cũng sẽ không đủ sát thương để học ngồi chơi đường trên của bên phía Gen Z, và cộng thêm việc Ispy sẽ bị lĩnh thêm những đòn đánh từ trụ nữa. Một tiếng khai thác xuống khu đường dưới chưa thành công lắm từ FlyQuest, và nó mở ra cửa để cho bên phía Gen Z có thể tấn công vào những sâu tiếp theo. Họ sẽ có 6 sâu không, mở ra một thế trận mà con rắc này đang có lợi thế trước Dayton rồi. Có một con Sardin có được mạ gục sớm so với Una bên kia, thế để có thể đánh 1-3-1 đến từ Gen Z bây giờ đang là rất sáng cửa. Tôi biết là có rất là nhiều fan hâm mộ của Gen.G sẽ nói rằng sao không đánh như thế này từ ván 1. Nhưng mà đây là một ván thi đấu khi mà Gen.G đã nhìn rõ hơn được cái lối đánh của FlyQuest. Và họ đã cấm đi một quân bài tương đối quan trọng, đấy là một con Seraphine. Nó sẽ khiến cho cái khả năng giao tranh tổng của FlyQuest bị giảm một cách rất đáng kể. Và cái lựa chọn Kassadin này là lựa chọn rất tự tin khi nhìn thấy bên kia có Nunu, rồi Rakan, rồi thêm cả là Ezreal nữa và Orianna. Đa phần những ra sát thương đầu tiên là sát thương phép. Nên Châu Vi rất tự tin với chất tướng Kassadin này. Rất hay đến từ Châu Vi với sự lựa chọn Kassadin cuối cùng của anh ta. Và lượng chỉ số lính chênh lệch giữa hai người trên đường giữa nó cũng chỉ nằm đâu đó là 10 chỉ số lính mà thôi, không quá quan trọng. Đặc biệt là trong một cái thế trận mà Châu Vi đang có một điểm hòa cục từ trước, anh ta có thêm một điểm hỗ trợ nữa. Và Quát thì cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc là lấy máu của Châu Vi và chờ đợi những tiểu ghé thăm đến từ Ispy và Busio để hỗ trợ anh ta mà thôi. Chứ còn để solo queue vào vị trí của Châu Vi thực sự là một câu chuyện rất khó. Còn ở cái kèo đấu rắc của Dayton này thì tôi nghĩ rằng không còn nhiều thứ để nói nữa rồi. Đặc biệt là khi Kin đang quá khỏe như thế này, bây giờ có thêm cả Canyon nữa thì Weepo sẽ làm được gì hay không đây? Tôi nghĩ là không làm được gì cả. Ta tốc biến theo làm choáng đến được Kin. Canyon lao vào được Weepo bơi về, và đó là điểm mà cục ngược trở lại đến được Kin. Một tình huống vào quá sớm và Canyon cũng không có những tình huống lao chính xác. Một cái tình huống rút lui rất tốt đến từ Weepo khi anh ta nấp sau rất nhiều lính. Và nó khiến cho tình huống là cố gắng trừng phạt phi giáo của Canyon vừa rồi vẫn bị chặn lại bởi một con lính nữa. Và Kin không thể nào một mình anh ta đủ sát thương để có thể băng trụ và hạ gục được con Richter trong tay của Weepo khi anh ta đang có nhiều nộ như vậy. Một tình huống vứt được cá sấu quẩy rất tốt để có thể hồi lại một lượng máu ổn định và khiến cho Kin là người nằm xuống trong nhịp vừa rồi mất luôn cả tốc biến đến từ Kin. Và một tình huống vừa nói rằng là cái kèo đấu này nếu như không có gì can thiệp của hai người chơi đi rừng thì sẽ là kèo thắng cho Kin mà thôi. Canyon xuống giúp cho kèo nó cân hơn một chút xíu. Rõ ràng là bạn rất tự tin khi có đồng đội bên cạnh đúng không? Để em hồi máu cho rồi, để em phi giáo nó kiểu gì cũng có được điểm hạ gục thôi. Nhưng đó là điểm hạ gục dành cho Weepo. Một điểm hạ gục rất quan trọng để đưa con bài Redstone này quay trở lại với ván đấu, để giúp cho bên phía FlyQuest có được một tuyến trước cán lướt. Bây giờ thì Ispy nhìn thấy Châu Vi level 10 sử dụng áp suất hư không không thành công. Nhưng Ispy đang cố gắng lấy được con cua này, cắn một nửa cây máu rồi. Và tất nhiên là thả like, lẫn nhau. Respect. Kéo trúng vào Weepo không có chiêu cuối nữa. Lần này thì lao trúng rồi. Ui dồi, ba cái, hai cái ulti vào. Nhưng có Busio ở đây. Busio khiêu kích để Weepo về. Liệu có về được hay không? Sát thương cuối cùng là Canyon. Nhưng dịch chuyển đến đây là Orianna. Họ có đủ sát thương và phá thi đấu này hay không? Qua tốc biến đi nhưng chưa có sát thương dồn vào. Bây có phải tốc biến qua bên kia tường. Masu đến xoáy hụt đến từ Quát. Và bây giờ đến được quả cầu của Ispy.
Matsu vẫn đang bắn vào người Lehen. Lehen kéo vào tường để chạy theo hướng khác. Và Lehen sẽ là điểm hạ gục cho các thành viên bên phía FlyQuest. Một điểm hạ gục dành cho Inspire. Và sau đó họ tấn công vào rồng. Đó vẫn là một nhịp mà một đổi hai đúng không? Hai đổi hai. Fusio như cũng nằm xuống cho nhịp vừa rồi. Đó là Fusio không nằm. À Fusio không nằm chứ anh. Một đổi một. À ok ok. Ơ à, thế anh ta nằm xuống từ nào? Tôi quên mất rồi. Tôi quên mất tại sao Fusio nằm xuống một cái điểm hạ gục kia rồi. Nhưng FlyQuest sẽ có được con rồng này. Họ vẫn sẽ duy trì được mạch rồng của mình. Trong khi đó thì bên phía Gen G, họ đang muốn hướng tới lợi thế với những lớp kiên trụ cuối cùng trước phút thứ 14. Châu Vi đang đẩy đường trên, Kim đang đẩy khu đường giữa. Có một quả cầu tuyết được lăn đến từ Inspire, ép cho Kim để rút lui mà thôi. Trụ đường trên sẽ có lên Châu Vi. Mà đây là giai đoạn mà bên phía Gen G rất là thích. Bởi vì chỉ trong giai đoạn đi đường này thôi, họ đã hơn 4.000 tiền rồi. Thì rõ ràng là đến một giai đoạn mid game, khi mà họ có được đồ, Châu Vi đang tăng đến sức mạnh, Gen G Esports sẽ để thế trận nó cứ chỉ như thế này mà thôi. Một thế trận hòa hoãn, một thế trận không cho bên phía FlyQuest có thể tấn công. Và nói về khả năng mở của FlyQuest, nó đang bị phụ thuộc khá nhiều vào Busio. Nếu ta mở không tốt thì FlyQuest rất khó để có thế để vào đánh giao tranh. Trong khi đội hình bên kia có những Jax, có những Nautilus, đối phương phản công ngược trở lại thì lại rất nhiều công cụ. Chính xác như vậy. Và một cái thế trận đang là cực kỳ thuận lợi cho phía của Gen G như thế này thì chắc chắn họ sẽ không muốn để trôi những cái lợi thế này ngược trở về tay của đối phương. Và để xem bên phía của Gen G sẽ xử lý như thế nào ở trong những nhịp mục tiêu tiếp theo. Thứ mà họ đang muốn hướng tới sẽ là con sứ giả khe nứt đang tồn tại trên bản đồ. Và xa hơn nữa sẽ là một con rồng công nghệ, một điểm rồng cực kỳ thích hợp dành cho đội hình của Gen G với những chất tướng có khả năng cấu rỉa tầm xa như là Ashe, như là Nidalee. Thì những tình huống cấu rỉa từ xa rồi cộng thêm những làm chậm đến từ linh hồn rồng nữa sẽ cực kỳ đau đớn. Và sẽ khiến nứt chắc chắn thì bên phía của FlyQuest sẽ không có cách nào để cạnh tranh được. Khi mà đường trên con Rickton của bạn không thể đẩy đường được, đường giữa thì cũng chỉ là một thế gọi là đẩy qua đẩy lại giữa hai bên mà thôi. Những nhịp di chuyển Gen G đang làm chủ động hơn. Chính xác như vậy, Gen G cần phải giữ được cái thế này. Và bây giờ tình huống Kin đang lao vào, Kin bị hất tung lên. Nhưng ta lao vào để clear lính là một điều rõ ràng. Và Quad cộng với cả Busio ở đây thì không đủ lượng sát thương để có thể hạ gục vào người chơi đường trên của Gen G Esports. Gen G vẫn đang làm rất là tốt trong cái việc kiểm soát thế trận. Và bây giờ họ đã có 6 sâu rồi. Đại băng tiễn xuống đường dưới, đã có những huống ping trượt rồi. Châu Vi lao lên, áp suất hư không cũng trượt, chỉ trúng một quả cầu mà thôi. Nhưng liên tục là những tình huống hư vô bộ pháp. Và Quad bắt buộc phải về với cái tăng tốc pha của mình. Đó mới là chém nhẹ nhàng 2 hit thôi đó mà đã nửa cây rồi. Bay không có tốc biến, anh ta đang bị giữ lại ở đây, né được giáo rồi. Nhưng Inspire cũng mất rất nhiều máu. Anh ta có hồi máu, anh ta chiều cuối nhưng ta đã nằm xuống giữ ta thương của Pay. Maxu đang được bắn nhưng mà Gen Pay đã bắn hạ gục được Usio rồi. Bây giờ là Kin nhảy vào gõ, bị kéo đến từ Maxu. Triple kill dành cho Pay. Triple kill, tôi nghĩ rằng đây là triple kill đơn giản nhất sự nghiệp của Pay khi mà từng thành viên một của FlyQuest bước ra trước mặt của anh ta để làm một cái biên tập bắn. Và Inspire đã quá tự tin vào khả năng dồn sát thương của mình với chất tướng Nunu. Và khi anh ta cảm nhận được là sát thương của Pay trả ngược lại cộng thêm của trụ là đau quá, anh ta cố gắng lùi về thả một dây chuyền chúng tôi để hồi phục nhưng lại thả sai vị trí. Và sau đó thì bắt buộc phải gồng chiêu cuối để có thể tạo một lớp giáp ảo cho bản thân mình, chờ đợi tình huống đến tiếp cứu đến từ Matsu cùng với cả Busio thì đều không thành công. Đường trên solo kill, nhưng có phải solo kill hay không đây khi mà Châu Vi lên tới rồi. Bong, ui dồi ôi, bị đánh, bị chém, bị đập cho Châu Vi. Đấy là, đây thực ra là một công thức chế biến thịt cá sấu, nó rất là cơ bản. Bạn phải nện cho nó mềm mềm à? Nấu nó mới nhừ. Ơ kìa, tôi không hiểu lắm pha này từ Inspire. Khi mà Inspire thì đánh Pay, còn Matsu thì đánh Canyon. Sau đó thì Busio lao vào không hất tung được ai, mê hoặc được con Nidalee của Canyon. Sau đó thì đến lượt Matsu, từng người một đến từ bên phía của phái cứ nằm xuống mà thôi. Ba điểm hạ gục quá đơn giản cho Pay mà anh ta không mất quá nhiều là công sức trong nhịp vừa rồi. Và rõ ràng rồi, Busio không thể hài lòng được với tình huống xử lý của anh ta. Đó, đó là lý do tại sao mà tôi nói là đây là một tình huống mà Châu Vi cộng với cả Quad đang va nhau thì Busio đến nhưng lại một tình huống hất tung không trúng ai cả. Và Châu Vi cứ tiếp tục di chuyển thôi bởi vì đại băng tiễn đang đến, đại băng tiễn trúng vào Busio. Quad đang tạo khiên cho bản thân mình nhưng Lehen đã đến rồi. Lehen làm choáng Busio với nội tại, cú xoáy hai người của Quad để chạy. Busio sẽ là người ở lại nhưng tốc biến kéo ép đi cái tốc biến của Quad. Bên này thì Matsu đang bị tấn công bởi Canyon. Inspire đang có mặt ở đây, ta lăn cầu tuyết nhưng anh ta bỏ ngay lập tức. Nhưng Kin thì khác. Quát ơi, anh đến đây, một tình huống làm choáng, một gõ, một nhảy vào nệ nữa là xong. Đó là điểm hạ gục thứ 10 dành cho Gen G Esports. Những gì mà FlyQuest làm được với Gen G ở ván thứ nhất, Gen G đang trả cả vốn lẫn lãi ở ván thứ hai này khi mà những nỗ lực để tạo đột biến từ FlyQuest đều đã không thành công. Inspire, con bài Nunu của anh ta bây giờ không còn nhiều sự đột biến nữa rồi, hất tung được vị trí của Inspire lên. Len vẫn quá trâu đi với cái lượng khiên được tạo thêm.
bởi có bài Nautilus này cộng thêm cả Iron Solari nữa, còn ở không đường dưới đã có trụ dành cho Kim. Chiều cuối và Weepo chặn đầu hất được Lehen lên, tất cả sát thương dồn và chỉ là dồn một con Nautilus mà thôi. Nhưng bên này thì Pay cũng đã nằm dưới sức sát thương của Weepo. Kim có vẻ cá nhân đang về, nhưng mà Weepo ở đây anh ta không biết Kim đang có mặt ở đây, và Kim vẫn chưa lộ. Weepo cũng không thể nào đuổi được một con Nautilus. Xong rồi, hai cú nhảy, nhảy đi đâu, và Chovy 4-0-1 cho Kassadin. Rampage dành cho con bài Kassadin trong tay của Chovy ở ván thứ hai này. Một viễn cảnh mà rất khó rồi, rất khó cho bên phía của FlyQuest khi mà Kassadin là chất tướng không có được áp lực ở đầu game mà lại có được nhiều điểm hòa cục sớm như thế này. Lượng chỉ số ánh thường cũng vượt trội so với con Una bên phía bên kia nữa, thì làm sao để có thể tìm cách để comeback về ván đấu này đến từ FlyQuest đây. Lượng tiền chiến lực bây giờ đã là con số 6.000 khi mà chúng ta chưa bước qua nổi phút thứ 20 nữa. Ván 4 tới chơi gần như là chắc chắn rồi, nhưng FlyQuest vẫn có thể hài lòng là họ sẽ được quyền chọn bên ở ván đấu tiếp theo. Và họ sẽ ở thế chủ động hơn, nên là dù có thua thêm một lần nữa thì họ vẫn có được quyền chọn bên. Và bây giờ thì Weepo, cá sấu này giờ rất khó để có thể chơi rồi. Tam hợp kiếm đã có, Kin gõ luôn vào Weepo. Chỉ đơn giản là cấu máu và lùi ngược lại, những E-Spy đã đến. 1-3, Kin có làm gì được hay không? Kin đang bật phản công, bị xoáy ngược trở lại, bị thả diều. Đại băng tiễn hụt đến từ Pay, và sau đó là lượng sát thương đến từ E-Spy. Điểm mà gục ở cánh lẻ ra bên phía của FlyQuest. 3-1 thì chắc chắn Kin không cân được. Với nhịp vừa rồi anh ta không có nhiều lắm những món trang bị kháng phép. Nếu như muốn không nói là con số không tròn trĩnh thì giày anh ta lên cũng là giày thép gai để hỗ trợ hoàn toàn trong việc là chống lại sát thủ Weibo. Chứ khi mà quát tới cộng thêm cả E-Spy nữa thì khá khó nhiều Kin rồi. Và tình huống này thì để xem bên phía của Gen.G có thể tận dụng được việc họ có nhiều hơn nhân sự ở cánh trên để kiểm soát các barrier này không đây. Cánh trên Chovy đẩy cực kỳ là nhiệt tình. Đường giữa thì tương tự là câu chuyện đến từ Pay. Còn Baron thì chắc là phải chờ một lúc nữa khi mà Kin hồi sinh, anh ta tiếp tục áp lực vào đường dưới thì mới có thể cơ hội tấn công dành cho bên phía của Gen.G. Còn FlyQuest thì sao? Họ vẫn đang cố gắng tích góp tài nguyên. Ít nhất là Masu cũng đang ở một cái không tốt lắm khi mà anh ta chưa hoàn thành xong món trang bị thứ hai. Tôi nhìn xem bên phía bên kia thì Pay là một con Ash đã là 5-1-2 rồi, hoàn thành xong móc diệt, hoàn thành xong thêm một cả ma vũ nữa. Lượng sát thương của anh ta bây giờ đang là rất khủng khiếp, khó để cho FlyQuest. Mà bây giờ Kassadin còn có thêm cái cổng công nghệ này nữa thì thôi. Nautilus với Kassadin đi cùng nhau nghe đã thôi đã thấy lực rồi. Một tình huống lực thật sự đến từ Chovy cũng phải Lehen. Bây giờ thì những nguồn tài nguyên được dồn rất đúng người. Pay đang hơn đối thủ là 2.200, Chovy đang hơn Quát là 2.800. Tầm này thì chỉ có đếm thời gian mà Chovy hoàn thành trong hỏa khuẩn đã có rồi đấy. Và cấp độ của anh ta xem nào. Cấp độ 14 rồi, nghĩa là khi mà cái trượng trường sinh kia đủ số, anh ta sẽ là cấp độ 16 luôn. 16 đó, 16 chắc chắn đến từ Chovy ở trong khoảng chừng 2 phút nữa mà thôi. Anh ta đang ở ngưỡng là 14 rưỡi, farm thêm một đợt đính nữa, vài đợt đính nữa ở cánh là anh ta sẽ có cấp độ 15. Thành xong trượng thì sẽ là... Nào, để xem nào, Lucio né giáo thành công, kiểm soát tầm nhìn chút xíu. Những áp lực đến từ cánh trên của Gen.G vẫn là nhiều quá. Ui, Lucio mất ngay 1/3 cây máu đến từ một quả cầu ma thuật và vẩy nhẹ đến từ Chovy, bắt buộc phải rút lui. Nào, Weepo cũng phải Weepo không có kháng phép nha. Ừ, đau Weepo quá. Không có kháng phép, né được đại băng tiễn. Thực ra đại băng tiễn bắn hụt làm choáng vào người Chovy, nhưng Chovy cứ gãi anh ta thôi. Đây đúng là công thức mà Gen.G làm từ đầu đến giờ, đánh cho mềm sau đó mới nấu. Quá khó rồi. Hey, Lucio. Lucio né được không né được cú kéo vừa rồi, tình huống phóng lao nhưng có khiên vàng thượng giới, anh ta sẽ bị cá nhân gãi. Ở pha thi đấu này vẫn là một tình huống mà Gen.G kiểm soát hoàn toàn cái khu vực cổng dịch chuyển ở trong khu vực rừng bùa đỏ của FlyQuest. Một màn hình tối đen cho FlyQuest cũng như tương lai của họ trong ván thi đấu này với một con Kassadin bên phía bên kia. Khó quá rồi. Bây giờ thì Masu mất ngay lập tức một cú dịch chuyển cổ học, nhưng bên phía bên kia thì Chovy có 1.000 tình huống nhảy như vậy. Nhảy tiếp, A-Spy mất rất nhiều máu rồi, bắt buộc phải sử dụng dây chuyền. Nhưng bên này thì hất tung được Chovy lên, sát thương chưa dồn vào được. Weepo đang múa, bây giờ Quát mới đến. Weepo bị kéo ngược trở lại, xoáy chỉ trúng một người lên mà thôi. Weepo nằm xuống, Kin làm choáng hai, và đó điểm là cũng double kill được Pay. Có Penta nhưng không, còn Kassadin đã KS mất một mạng, chỉ là triple kill mà thôi. Quát đã phải tốc biến, và đấy là chấu chấm hết rồi. Quát tốc biến đi để không có Quát kill dành cho Pay. Thằng tướng vừa rồi đại băng tiễn trúng. Kin chơi luôn không đây? Chơi chắc chắn là chơi rồi, chơi nhưng mà sát thương anh ta là không đủ. sau cứu không cứu được Kin. Nhưng mà vẫn ăn được chút với chủ, với cái sát thương đốt mà đến từ 6 sâu. Nhưng lúc này thì Pay, Canyon và Lehen cộng với Chovy đang ăn cho mình con Baron. Sát thương đến từ Canyon cộng với Pay là tương đối nhiều. Chovy thì đánh Kassadin hết. Và đó sẽ là một con Baron ở phút thứ 23 cho Gen.G Esports.
họ đang thực sự trở lại ở ván thi đấu này, và ván thi đấu thứ tư chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Và con Kassadin bây giờ đã là ở cấp độ 16 rồi, một ngưỡng mà chúng ta có thể nói là ác mộng với những thành viên bên phía của FlyQuest khi mà Kassadin cấp độ 16. Nhưng vừa rồi cũng là một tình huống mà Chu Vi gọi là limit test bản thân của anh ta nhảy liên tục vào giữa đội hình của đối phương để xem là mình có thể chống chịu được đủ bao lâu. Và anh ta đã may là thoát ra kịp được với một tình huống thu về, họ nhảy lên ăn quá nhiều CC và may là vẫn kịp về trước khi bị Weibo làm choáng trong tiếng đó. Và cú xoáy đến từ quát không phải là quá đẹp khi nó chỉ giữ được một mình Lehen đang ở trong dạng dư chấn mà thôi. Sau đó là một tình huống bắt nhịp tấn công tốt đến từ Kin, cộng thêm đó là Chu Vi với tình huống mà chiêu cuối tốc biến, nó khiến cho cái khoảng cách nhảy là cực kỳ xa. Và những cái nụ cười mà tôi nghĩ rằng nó chỉ là những nụ cười bất lực đến từ Weibo mà thôi, không có cách nào để cho FlyQuest có thể lật lại ở trong ván thi đấu thứ hai này, trừ khi là Chu Vi và Pay lao lên chết chay. Tôi nghĩ là vừa rồi ấy, thì Chu Vi đã thử, anh ta có thể chống chịu đến Giáng sinh. Bây giờ với một lượng đồ như này thì anh ta có thể chống chịu đến Tết ta luôn là chắc chắn. Với một con Kassadin cấp độ 16 đẩy cánh và Jax cấp độ 14 ở cánh còn lại, cũng có được mình đồng hồ cát, thì Canyon rất đơn giản, thư thả ăn cho mình con rồng công nghệ thứ hai. Hai rồng công nghệ nó sẽ giúp cho Kassadin múa còn dẻo hơn nữa. Ở thời điểm hiện tại, Chu Vi đã cấp độ 17, đã có cho mình giáp tay Seeker. Chúng ta cùng nhìn xem là Kassadin ở ván thi đấu này ta sẽ có được bao nhiêu điểm hạ gục nữa. Bởi vì chênh lệch về tiền bây giờ đã lên con số là 11.000 tiền, con số tử dành cho FlyQuest. Khó quá rồi. Ở phút thứ 25 mà bạn bị đối phương gáp 10.000 tiền với những cái chất tướng mà lại còn đặc thù kéo về lết như là Kassadin, như là Ash và Jax nữa, thì bên phía FlyQuest thực sự đang khó cho việc là tìm kiếm câu trả lời. Câu trả lời có đến từ quả cầu tuyết này không đây? Tôi nghĩ không. Là không. Nhưng mà đại băng tiễn ngược trở lại thì là có, và Chu Vi đang đến, nhìn thấy Masu. Masu mất 1/3 cây, rất đơn giản đến từ một con Kassadin mà thôi. Đường dưới thì chắc đẩy ra đường giữa luôn, và Weibo cũng sẽ phải lùi về khi mà Chu Vi cũng đang đảo góc ở đây. Chu Vi một quả cầu ma thuật vào Weibo. Gen Z thi đấu ở cả ba lane, họ đẩy cả ba đường và FlyQuest gần như là không có câu trả lời nào cả. Đây nào, tiếp. Câu trả lời làm lại một lần nữa. Do you want to build a soulmate? Không, chúng ta không muốn làm người tuyết ở đây rồi. Không ai muốn làm người tuyết với Inspire cả, và Inspire phải lùi về. Gen G Esports đang ở một thế đánh mà họ rất là thích. Đây là một thế đánh mà họ cứ từ từ tấn công mà thôi, không có gì phải vội cả. Chu Vi giờ cấp độ 17, cái lưỡi kiếm này mà chém vào nhà cũng đau nhá. Đúng rồi, rất đau rằng các. Rồi, tình huống kéo hụt từ Lehen, nhưng Chu Vi lao vào làm chậm hai người, lao vào tiếp một lần nữa, thì Chu Vi không còn quá nhiều năng lượng, lấy được dây chuyền chuộc tội của Inspire, tiếp tục đẩy xuống cánh dưới. Weibo đang đứng ở trong trụ, ôi pha đứng này bật thần cá sấu luôn, kéo chúng vào Masu nhảy ngược trở lại, nhưng Weibo đang bị tấn công. Weibo mất Serac rồi và anh ta bị làm choáng ngược trở lại. Weibo đã nằm xuống, Chu Vi lao vào tấn công Inspire đang bị kéo. Bên này thì Busio đã nằm và Chu Vi tiếp tục nhảy vào, nhưng chỉ là để gãi mà thôi, để cho đối phương lùi về phòng thủ. Và bây giờ Pay đang được lên tiếng, Pay đang bắn Masu tốc tiến lên bắn không đủ sát thương, nhưng lúc này bắn tiếp vào Inspire. Chu Vi là người có điểm mà gục quát xoáy chúng ba người nhưng không có sát thương nữa, và Canyon thì vẫn đang muốn kết thúc ở ván đấu ở đây. Dịch chuyển lên đến từ Kin, đại băng tiễn chúng và Masu nhưng không dám băng vào nữa từ Gen G Esports. Họ muốn kết thúc ván đấu. Chu Vi nhảy vào tấn công, tiếp tục phá nhà, và Gen G Esports cân bằng tỷ số là 1-1. Nhà của FlyQuest mà Pay đánh trong tình huống vừa rồi cứ như nhà của anh ta vậy, bắn lên tất cả các thành viên mà không nề hà bất cứ ai. Anh ta cứ thấy ai trước mặt là sử dụng chú tâm tiễn của mình vào người đó, và khiến cho bên phía của FlyQuest hoàn toàn bất lực ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Một con Baron chớp nhoáng, và đó là một tiếng endgame rất mẫu mực đến từ bên phía của Gen.G. FlyQuest làm tốt ở trong ván 1, họ không làm được điều bất ngờ ở trong ván 2 với chất tướng Nunu, và chắc chắn rồi họ sẽ cần phải cố gắng rất nhiều ở trong ván thứ 3. Cho đến thời điểm hiện tại, các đội giành chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên chỉ có T1 mới có thể kết thúc cặp đấu với tỷ số là 3-0. Còn tất cả các đội còn lại đều thua với tỷ số là 3-1, nghĩa là họ thắng được game đầu và sau đó thua hết 3 game còn lại.